Yo, chào mừng các Big City Boy đến với channel của Lato AZ và mình là Minh và đây là Duy View. Và chúng ta đã qua ngày 23 ông công ông táo rồi. Hôm nay chúng ta đã có kết quả của xổ số miền Bắc ngày 4 tháng 2 và giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 4 tháng 2 có 3 số cuối. Đó chính là 2, 1, 8. Mình xin chúc mừng các bạn đã giành được giải thưởng của giveaway lần này và cụ thể đó chính là những bạn sau đây. Giải 3 của chúng ta đó chính là 3 USB Kingston sẽ dành cho 3 bạn. Đầu tiên là X Rico với con số dự đoán là 219, bạn Anh Trần với con số dự đoán là 217 và cuối cùng là bạn Nam Nguyễn với con số dự đoán là 221. Tiếp theo đó, đối với giải nhì chúng ta sẽ có combo chuột và pass chuột dành cho bạn với số dự đoán là 219, đó chính là bạn Khang Quốc. Bạn Khang Quốc thì có số dự đoán giống với bạn X Rico nhưng mà bạn Khang Quốc lại comment sớm hơn, chính vì thế là bạn đã may mắn đạt được giải nhì của chúng ta. Và cuối cùng, giải to nhất ngày hôm nay đó chính là bàn phím EK3104 đã dành cho bạn Kami Siro. Bạn đã rất là tuyệt vời, đoán được trúng con số của chúng ta đúng 100% luôn, con số 218. Bạn mà đánh đề là bạn đã thắng chắc rồi đấy. Và với những cái giải này thì nếu bạn nào đang ở trực tiếp ở Hà Nội có thể qua shop để nhận những sản phẩm này trực tiếp và giao lưu bọn mình. Còn nếu các bạn nào đang ở xa thì chúng mình sẽ phải hẹn các bạn ở sau Tết để bọn mình có thể gửi quà. Tại vì là tình hình dịch bệnh này đang rất là phức tạp. Cùng với đó là bây giờ cũng gần Tết rồi, các đơn vị xỉ nghỉ ship bọn bắt đầu muốn đi về quê ăn Tết rồi. Thế nên là sẽ phải hẹn các bạn ở sau Tết để bọn mình sẽ gửi quà nhé. Và cách để nhận quà từ xa thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook, mình sẽ để dưới phần mô tả video hoặc là phần comment ghi. Và nói chung là đến cuối tháng 2 chúng ta lại tiếp tục có những chương trình giveaway vui vui như này nữa. Nó không phải là món quà nó quá lớn đâu nhưng mà nó là tình cảm của mình. Thì đấy là tình cảm là chính. Thì đấy là những phần quà bọn mình gửi đến trong giveaway lần này và hy vọng bạn sẽ tiếp tục subscribe và ủng hộ cho channel của Lato AZ trên một quãng đường rất là dài nữa. Và đó là về chương trình giveaway tháng 1. Và bây giờ chúng ta quay về với cả chuyên mục chính của ngày hôm nay. Và chuyên mục chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là hỏi đáp cùng AZ số thứ 23. Action Lily. Ok. Vậy thì xin mời mình đọc câu hỏi đầu tiên của chúng ta nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Sang Trần cho mình hỏi là Lenovo IdeaPad Gaming 3 R7 4800H và màn 60Hz đi cùng GTX 1650 và Lenovo Legion 5 R5 4600H cũng là GTX 1650 và 120Hz thì con nào sẽ ngon hơn khi mà xét về thiết kế, hiệu năng? Nhu cầu của mình là chơi game chủ yếu và các tác vụ giải trí nhẹ nhàng thôi, mình cảm ơn. Thêm nữa là mong rằng hai bạn có thể so sánh thêm về các mặt khác như là tản nhiệt giúp mình được không ạ? Mình cảm ơn. Với câu hỏi này của bạn, đầu tiên thì Legion 5 sẽ ở phân khúc cao hơn hẳn so với lại cả IdeaPad Gaming 3. Chúng ta sẽ có thiết kế của hai con như nhau thôi, đều theo cái hướng là tối giản, thanh lịch, gaming nhưng mà giả chân là văn phòng. Tiếp theo đó, hiệu năng thì R7 4800 thì chắc chắn sẽ cao hơn hẳn so với lại cả R5 4600 rồi. Nhưng mà màn 120Hz thì sẽ phù hợp hơn khi mà chúng ta chơi những tựa game FPS. Và ngoài ra thì màn của hai con này, độ phủ màu nó cũng trung bình, tương tự như nhau thôi, cũng không khác biệt quá nhiều lắm. Tiếp theo đó, về tản nhiệt thì chắc chắn là Legion 5 sẽ ngon hơn rồi, ăn chặt luôn. Hiệu năng của Ryzen 5 thì cũng đã là khá là đủ để mà chơi các tựa game hiện nay rồi. Nên nếu như mà bạn chơi tạp, chơi các tựa game cũng bình thường thôi thì chúng ta có thể lựa chọn là Legion 5 sẽ là một sự lựa chọn tối ưu nhất. Còn nếu như mà tựa game của bạn mà yêu cầu sức mạnh của CPU thật là nhiều thì chúng ta hãy lựa chọn IdeaPad Gaming 3 với chip Ryzen 7 4800H thì sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn. Và nếu bạn quan tâm đến vấn đề tản nhiệt ấy thì chiếc IdeaPad Gaming 3 có kiểu tản nhiệt là tản nhiệt cụm xong nó thổi thẳng vào bản lề. Nên là khả năng tản nhiệt và thoát nhiệt nó hạn chế hơn rất là nhiều so với chiếc Legion 5. Được cái là IdeaPad Gaming 3 nó sẽ gọn gàng hơn một chút. Thì đấy, bạn sẽ có thể cân đối và lựa chọn nhé. Câu hỏi thứ hai của bạn Nam Phạm là tầm 30 triệu đổ xuống có laptop nào xài chip Intel dòng H Gen 9 trở lên mỏng nhẹ không short. Và lưu ý là mình không thích những mẫu laptop gaming và máy chạm. Đấy. Thì dùng thường chip H nhưng lại không thích gaming. Thì thường chỉ có những chiếc laptop dành cho creator là chính. Ví dụ như là ở bên ThinkPad chúng ta có ThinkPad Extreme. HP thì không nhớ là có nhiều mẫu máy lắm. ZBook Studio là may ra có. Thế còn Dell thì sao? Mình nghĩ là Dell có nhiều mẫu không? Dell thì chúng ta cũng có khá là nhiều ấy. Thì sẽ có Dell Inspiron này 7591 sử dụng chip i5 9300H. Hoặc là có thể sử dụng cả Dell XPS 15 7590 thì chúng ta sẽ có là chip Core i7 9750H. Thì đây là những mẫu của Dell. Thì nó chỉ trong tầm giá khoảng 30 triệu thôi. Dell thì XPS 15 và đa phần là dùng ấy đấy nhỉ, dùng chip H và đi cùng cả đồ họa ở mức đủ dùng hoặc là không cả đồ họa.
nhưng mà khoảng 30 triệu mà dùng XPS 15 là mình thấy cũng hợp lý. Câu tiếp theo, câu thứ ba của bạn Trần Dương Minh Ngọc. Em chào hai anh ạ. Anh cho em hỏi là theo thường niên thì mẫu laptop gaming tầm trung giá khoảng 18 đến 20 triệu tại CES 2021 vừa rồi thì bao giờ sẽ có hàng tại Việt Nam ạ? Thời điểm này thì có nên mua những mẫu laptop gaming của năm 2020 không? Hay là đợi thêm một thời gian nữa để những chiếc máy kia về hàng? Theo hai anh thì những chiếc máy nào trong khoảng giá 20 triệu đổ lại tại CES 2021 sẽ đáng mua nhất ạ? Chúc hai anh thật nhiều sức khỏe, năm mới bình an. Cảm ơn bạn Trần Dương Minh Ngọc. Thì với câu hỏi này thì mình sẽ trả lời như sau. Đầu tiên là những mẫu laptop gaming trong tầm giá 18 đến 20 triệu thì mình dự đoán có thể là sẽ có Acer Nitro 5, TOF Dash F15 hoặc là ROG Strix G bản mới nhất của AMD cùng với cả Nvidia của Acer đấy. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chưa có nhiều những cái thông tin về card gọi Nvidia mới nhất mà không có ray tracing ấy. Ở trên desktop chúng ta cũng chưa có nên ở trên laptop cũng gần như không. Và nếu không cả đồ họa mà không có ray tracing thì mức giá sản phẩm, những sản phẩm này nó đang rất là cao và sẽ không có dự đoán được mức giá của những sản phẩm sẽ khoảng bao nhiêu tiền. Và mình nghĩ là trong khoảng tầm giữa năm nay hoặc là nửa giữa cuối năm nay ấy, là sẽ có những cái mẫu sản phẩm laptop gaming mới được ra mắt, thường là tháng 6, tháng 7. Còn nếu không ấy, thì sẽ phải lâu hơn tùy vào tình hình dịch bệnh năm nay. Nếu bạn mà cảm thấy là việc mình chưa cần quá phải sử dụng laptop ấy, thì mình nghĩ vẫn nên chờ. Nhưng mà ở mức giá 18 đến 20 triệu thì mình nghĩ là laptop gaming của năm 2020 hiện tại nó vẫn đang đáp ứng rất là tốt những cái nhu cầu học tập cơ bản chơi game giải trí rồi. Nếu mà bạn quan tâm là hiệu năng chơi game nó càng phải được cải thiện thì hãy chờ, còn nếu không ấy, thì không nhất thiết phải chờ đâu. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Trần Dương Minh Ngọc nhé. Rồi, tiếp theo đến với câu hỏi thứ tư của bạn Lê Lam. Cho mình hỏi là giữa G531 i5-9300H với Legion 5 R5-4600H thì con nào đáng mua hơn với nhu cầu chơi game ạ? Ở đây thì bạn lại không nói rõ là hai chiếc máy này sử dụng GPU gì. Nếu như mà chung GPU thì chắc chắn là Legion 5 ăn chặt rồi. Chúng ta sẽ có CPU mạnh mẽ hơn hẳn luôn. Ryzen 5 4600 với lại cả i5 thế hệ thứ 9 thì Legion 5 thôi. Cá nhân mình dùng Legion 5 một thời gian dài mình thấy là khá thích. Nhưng mà mình thích RGB nên là nếu mà trong cái sự hai lựa chọn này có thể mình sẽ chọn G531. Còn với nhu cầu chơi game, quan tâm nhu cầu chơi game là chính ý, thì lấy Legion 5 là hợp lý nhất rồi. Câu hỏi thứ 5 của bạn Nhật Anh. Cho em hỏi là tầm giá 21 triệu lấy Dell 5505SE Ryzen 5 RX5600M với bản cập nhật BIOS mới thì có thể chơi game cấu hình cao trong 5 năm nữa không ạ? Dùng cạc của AMD ấy, nó cứ kiểu là tổ chức sừng sau ấy, càng về sau nó càng mạnh lên chứ nó không có yếu đi. Thì đây là một cấu hình khá là mạnh trong tầm tiền, nó ngang với cả 1660 Ti. Thì với những tựa game trong khoảng 5 năm nữa thì cũng phải tùy lại game. Nhưng mà nếu bạn để chơi được ấy, thì rất là vô tư, hoàn toàn có thể chơi được trong khoảng 5 năm nữa. Còn nếu để muốn max setting hoặc là setting cao một chút ấy, thì sẽ phải tùy vào những tựa game. Ví dụ như là Cyberpunk 2077 chẳng hạn, thì bây giờ nó cũng rất là nặng này. Đấy là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Nhật Anh nhé. Yên tâm mà có thể mua chiếc G5SE này sử dụng thoải mái. Đến với câu hỏi thứ 6 của bạn Thanh Vân Vũ. Nghe hết tính quen nhỉ? Cho em hỏi là khi nào cần sử dụng song song cả hai VGA rời và onboard, khi nào thì nên tắt game VGA onboard đi dùng một thôi ạ? Cụ thể ở đây thì em dùng cho Legion 5 R5 thì thiết lập BIOS như nào để dùng? Với cái nhu cầu mà chơi game giải trí lướt mắt văn phòng bình thường ấy thì mình nghĩ là dùng một cạc rời là đủ rồi. Nếu bạn muốn dùng hai cạc, cái trường hợp mà chúng ta dùng hai cạc ấy, thường là bạn làm đồ họa là chính, kể cả AutoCAD hay là Revit, Auto Valorant chẳng hạn, hoặc là Adobe Premiere Pro phải tận dụng tất cả những cái tài nguyên trên máy ấy, thì nên bật, còn nếu không thì thôi. Và ở đây là nếu bạn muốn tắt cái VGA onboard đi thì vào trong Lenovo Vantage có thể tắt bằng cái Hybrid Mode. Và nếu nó không triệt để thì có thể là chúng ta vào BIOS và chuyển cái chế độ là Integrated Graphics thì có thể chuyển sang thành Discrete Graphics là được. DISCRETE Graphics đấy, đọc thế cho anh em dễ hiểu. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Thanh Vân Vũ. Có vẻ nhiều người cũng đang rất là kiểu hơi bị bông lung với cái vấn đề là Hybrid Mode trên con Legion 5 này. Chắc là mình sẽ làm kỹ về một video hơn gửi đến các bạn. Câu hỏi thứ 7 của bạn Zinpay TV. Em nghe nói là con MSI GF65 chất lượng build kém, khi mà đóng mở màn thì bị cong, có đúng không ạ? Ở văn phòng mình ấy, có những chiếc máy như kiểu Legion 5 chẳng hạn, đóng có cảm giác nó vẫn bị cong, có nhiều máy nó vẫn bị cong. Nhưng mà nó không nói được là cái chất lượng hoàn thiện có kém không. Và nó cái mức giá phổ thông thì chúng ta sẽ chấp nhận được những cái đấy, nó không phải vấn đề quá lớn. Và chủ yếu khi các bạn sử dụng laptop thì chúng ta hãy mở máy từ cái phần giữa bản lề ra thì sử dụng
kể cả bản lề nào cũng thế hay là màn hình nào cũng thế, sử dụng như thế nó sẽ bền hơn và nó sẽ không gây áp lực cho những cái bên bản lề khác. Ví dụ các bạn mở đây chẳng hạn thì nó sẽ gây áp lực cho bên kia, và nếu bạn mở giữa nó sẽ gây áp lực đều hơn, nó cân bằng, nó sẽ balance hơn rất là nhiều. Và đó là câu trả lời đến cho câu hỏi của bạn Zipet TV. Rồi, đến với câu hỏi thứ 8 của bạn, tên hơi khó đọc. Targaryen Aegon. Targaryen Aegon là mẹ rồng ở trong Game of Thrones. Đấy. Ok ok. Laptop RTX 3000 series sắp về chưa? Về rồi bạn ạ. Đặt ngay ở laptop Z có RG switch các kiểu con đà điểu đã về rồi. Và bạn đừng quên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mã giảm giá AZ300, giảm trực tiếp 300.000 đồng với mọi máy bạn mua tại cửa hàng laptop AZ. Những cái mẫu máy mới thì cũng đã về rồi đấy, MSI GE mới cũng đã có, và những cái mẫu như là ROG Strix cũng đã về sớm rồi. Và có tiền thì mua thôi, nhỉ, hợp lý. Còn thứ 9 của bạn Quang Trường, em học công nghệ thông tin, không chơi game, thì có máy nào 15-16 triệu để dùng lâu dài không? Cái vấn đề này thì mình cũng đã nói ở nhiều video trước, và chúng mình cũng đã có hẳn một video top 5 những mẫu máy mà chỉ tầm từ khoảng 15 đến 20 triệu cho anh em học công nghệ thông tin rồi. Ở đây bạn không chơi game này, tầm giá 15 đến 16 triệu, hoàn toàn có thể lựa chọn các mẫu Ultrabook, ví dụ như kiểu là Dell 7490 này, hoặc là ThinkPad T470, hoặc thậm chí cả ThinkPad M15 Gen 2 mới ra mắt nữa, hoặc chúng ta còn có cả Lenovo S540 nữa, đều là những mẫu máy Ultrabook rất là tốt trong tầm giá này rồi. Và trong cái tầm dưới 20, tầm khoảng 15-16 thì mình rất thích Lenovo. Và nếu bạn có thể có khả năng trải nghiệm ấy, hãy ra trải nghiệm những mẫu máy của Lenovo. Mình thấy là những cái mẫu máy trong tầm tiền này của hãng họ làm tương đối là tốt. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 10 của bạn Huy Võ Văn. Cho em hỏi là MSI GL6510SDK và GL6510SCXK khác nhau mà giá chênh nhau tới 3 triệu. Thì câu trả lời này thì mình đã trả lời bạn trên kênh rồi, là 10SDK sẽ sử dụng là 1660 trở lên, còn những mẫu SCXK sẽ sử dụng những cặp như kiểu là 1650, 1650T ở phân cấp thấp hơn một chút. Thì đấy là cách mà MSI chia cái mã sản phẩm ra thôi, không có gì khác biệt cả, khác, chủ yếu là về cấu hình là chính. Còn tiếp theo, quan điểm 1 của bạn Khang Ngô. Em xài lắp HP Pavilion để chơi một số game, ví dụ như là Far Cry 5 này, Assassin's Creed Unity này, thì ở high spec thì vẫn cảm thấy mượt, nhưng mà nhiệt độ CPU thì có khi lên đến 92 độ. Về lâu dài có ảnh hưởng đến máy hoặc là pin không ạ? Nếu mà chơi trên HP Envy mà vẫn thấy những cái những cái game này mượt đấy, ở HP Pavilion đấy, thì bạn có thể bật cái VSync, cái VSync để giúp cho máy nó giới hạn bớt cái FPS nó thải ra, đồng ra ra, thì sẽ giúp cho cả đồ họa với cả CPU, những phần cứng nó dễ thở hơn, nó sống thoải mái hơn. Thì lúc đấy máy bạn sẽ bớt nóng và nó sẽ không ảnh hưởng đến những cái như là về mainboard hay là về pin. Đấy, nhưng mà nhớ là 92 độ nó sẽ hơi nóng rồi đấy. Đó câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Khang Ngô nhé. Câu hỏi thứ 12 của bạn Vũ Silver. ID cho em xin link tải game Shadow of the Tomb Raider được không ạ? Với tựa game này thì bạn hoàn toàn có thể lên Steam tải để ủng hộ và sản xuất. Đúng rồi, hoặc là mang USB qua laptop AZ thì chúng mình sẽ cho bạn mượn phần mềm. Đúng rồi, để ủng hộ là cho laptop mượn game. Đó là câu trả lời mình cho Silver. Ở trên bây giờ ở trên Google có rất là nhiều, bạn có thể lên những cái trang tải crack nếu bạn không có tiền, nhưng mà mình là một người ủng hộ nhà sản xuất, bạn hãy qua cửa hàng bọn mình cóp cho. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 13 của bạn Phúc Phan Gia. Cho em hỏi là laptop gaming ví dụ như là HP Omen 2020 hay là Asus TUF FX504 thì có dùng để code game được không ạ? Có, laptop gaming hoàn toàn có thể sử dụng để code game. Vẫn hợp lý chứ. Hợp lý, gaming mà. Để chơi game thì cũng để code game được, nó cũng tốt cho phần cứng để chúng ta có thể xem qua những cái thành quả trước của mình mà, đúng không? Nhưng mà những cái máy như là HP Omen hay là FX504 thì có thể code ở cái mức độ này, mức độ game cơ bản hay là mức độ game nâng cao một chút. Game trung bình hơn cơ bản nữa, chứ còn game nâng cao quá thì kể cả PC cũng khó nữa, đừng nói là laptop. Đủ để cho các bạn trong cái mức học tập thôi và làm một vài các cái dự án vừa. Đấy là câu trả lời hợp lý không? Câu trả lời tiếp theo, câu 15 của bạn Nam Nguyễn. Cho em hỏi là i5-6500U để học kỹ thuật được không? Ví dụ như là AutoCAD hay là SolidWorks. Dùng thì vẫn có thể mở lên được và dùng một số tác vụ nhẹ nhàng được, nhưng mà theo mình thì không nên mua, tại vì là dòng U thế hệ thứ 6 thì khá là yếu và cũng ra mắt lâu rồi. À, mà nó lại còn là 2x4 luồng. Đấy, và nó khá là ít. Nói chung là nó sẽ không đảm bảo cái hiệu năng sử dụng khi mà bạn sử dụng các phần mềm như là AutoCAD hoặc là SolidWorks đâu. Kể cả là 2D nhé. Đấy, chỉ là 2D còn có kể là khả năng vất vả. Mặc dù là dùng thì vẫn dùng không được. Dùng lâu dài được. Mà một khi đã đầu tư, chúng ta có thể đầu tư lâu dài một chút thì sẽ dùng được lâu hơn và nó sẽ tiết kiệm tiền hơn. Câu hỏi 15 của bạn Nhật Huy Võ. Đó là cho mình hỏi, mình học dev khách
khách hàng máy tính, à nhầm, khoa học máy tính. À khoa học máy tính. À thì em đang phân vân giữa Cebu, Intel và AMD. Năm nay AMD rất là phát triển nhưng mà tổng thể vẫn thấy có gì đó Intel nó khá đặc biệt. Và ad tư vấn giúp mình được không? Intel đặc biệt. Intel vẫn đặc biệt mà chúng ta vẫn cảm thấy một gì ấy nó rất là ổn định. Ví dụ như kiểu là mình đi xe Honda thì nó ổn định ấy, không đi future. Nhưng mà vậy thì về câu hỏi chính, học khoa học máy tính thì AMD Intel có khác nhau hay không? Về việc học khoa học máy tính, nó không phải là một cái ngành mà nó yêu cầu là chúng ta phải chạy xung nhịp ở một mức cao nhất. Chính vì vậy là AMD hay là Intel thì cũng đều được thôi. Mình nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta vẫn có cái tâm lý là Intel khá đặc biệt và ổn định thì cứ lựa chọn Intel thôi. Ngoài ra thì việc là dịp cuối năm gần đây ấy, thì AMD sản xuất nó cũng không được nhiều và cũng khá là khan hàng, khiến cho việc là vài mẫu của laptop AMD giá bị đẩy lên cao. Chính vì vậy hiện nay sử dụng những chiếc máy, mua những chiếc máy mà có sử dụng chip Intel thì lại đang là một cái sự lựa chọn nó khá là tốt và là một sự lựa chọn ổn định luôn. Và nói chung là bao nhiêu năm chỉ có Intel thôi, nên là các cái nhà phần mềm họ cũng chỉ support cho Intel là chính nhỉ. Thế nên là nếu mà chọn Intel được thì mình thấy vẫn nên chọn. Câu hỏi 16 của bạn Lâm Đình. Em thấy shop có máy Acer Nitro 5 New chỉ 19 triệu, sao lại rẻ hơn các shop khác như thế? Dễ hiểu thôi. Bọn mình bán lỗ là chính. Bọn mình vừa bán vừa cho ấy mà. Sếp bọn mình tên là Lỗ Khánh mà. Hôm qua bọn mình còn livestream chốt đơn Acer Nitro 5 có 16 triệu thôi. Nếu mà mình không vừa, nhưng mà mỗi tội là mình không vừa tự bán vừa tự mua được. Vậy thì lý do chính nhá, là Acer Nitro 5 New mà giá 19 triệu thì ở bên shop là những cửa hàng sách, những sản phẩm sách tay sẽ được bảo hành tại cửa hàng, không phải được bảo hành chính hãng 100%. Thế nên là mức giá của sản phẩm này dễ chịu hơn rất là nhiều so với cả mức giá của những sản phẩm sách tay. Thế nên đấy là tùy một lựa chọn của bạn. Bạn muốn có một lựa chọn kinh tế thì mình nghĩ là mẫu mẫu Acer Nitro 5 này mà New 19 triệu thì mình nghĩ là rất là hợp lý rồi. Chắc là khoảng i5-1650 gì đấy là đẹp. Ok, đó câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Lâm Đinh. Tiếp theo đến với câu hỏi thứ 17 của bạn Sang Trần. Hình như là bạn này là bạn hỏi câu 1 hay sao ấy. Cho mình hỏi là chế độ Hybrid Mode trong Lenovo Vantage ở trên Legion 5 trước đây từng có hiện tượng giật lag khi chơi game ở chế độ không viền. Lúc bật Hybrid Mode và tắt Hybrid Mode đi thì vẫn bị giật lag. Liệu nó có đáng ngại không ạ? Vì mình đang dự tính sẽ mua Legion 5. Trước đây mình đã có một video chia sẻ về cái câu chuyện là Hybrid Mode để cái game ở chế độ không viền hoặc chế độ cửa sổ rất lag. Tại vì đơn giản lúc đấy cặp đồ họa của máy, cả đồ onboard ấy, nó đang render những hình ảnh đấy và nó xuất cái màn hình ở đấy luôn, và cái tần số quét nó rất là thấp đấy, và cái trải nghiệm mà sử dụng cả đồ onboard tất nhiên nó rất là dở rồi. Nhưng mà đến bây giờ rồi thì có một cách rất là đơn giản thôi, là bạn vào hẳn BIOS, bạn tắt luôn cái cặp onboard đấy đi thì sẽ dùng được luôn. Bạn ấn F2 vào BIOS là có thể thấy là sẽ có cái discrete graphic lúc nãy mình đã nói rồi đấy. Thì có thể bật cái đấy luôn, và nếu không cần phải tắt trong cái Lenovo Vantage nữa. Đấy là câu trả lời của mình. Bạn cứ yên tâm mua Legion 5 đi, nếu mà không có gì mà nếu mà lo lắng quá thì cứ mua thoải mái, xong rồi có gì thì liên hệ Facebook của mình để mình hỗ trợ cho. Đấy, đó là câu trả lời của mình. Ok, cảm ơn Duy. Đến với câu hỏi thứ 18 của bạn Trần Văn Đô. Dell Virtual 3590i7 10501U thì dùng lập trình với cả đồ họa 3D có ổn không ạ? Dell Virtual 3590 ấy thì nó sẽ chỉ tầm khoảng 18-20 triệu đúng không? Mà tầm đấy thì làm đồ họa 3D chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu máy chạm hoặc là những cái mẫu gaming để sử dụng làm đồ họa có chip hard rồi. Là làm đồ họa 3D là thoải mái pha luôn. Hoàn toàn có thể lựa chọn ví dụ như kiểu là Nitro 5 chẳng hạn này, hoặc là IdeaPad Gaming 3. Và có một vấn đề nữa là Virtual là mẫu máy dành cho những đối tượng doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp là chính bạn ạ, làm văn phòng hay là những cái mà cần có tính bảo mật ổn định cao, chứ không phải là những mẫu máy để dành cho làm đồ họa kể cả 3D hay là 2D. Thậm chí là 20 triệu mà bỏ tiền ra mua một chiếc Virtual mà dòng 3000 series thì đúng là nó hơi lãng phí, trong khi trong tập tiền này còn có Inspiron còn tốt hơn và đồ 7 nhé. Đấy, thì bạn hãy lựa chọn mẫu máy nó mạnh hơn và phù hợp với cái nhu cầu hơn. Ví dụ trong tầm 18-20 thì để làm 3D đồ họa kỹ thuật chẳng hạn, chúng ta có 5510 của Dell hoặc 7510 của Dell, hàng Lineal 99%. Hoặc là khoảng 3D làm đồ họa hoạt ảnh ấy, chúng ta làm gaming như là Acer Nitro hay là HP, nó vẫn sẽ tốt hơn là những mẫu máy này. Những mẫu máy này thậm chí không cần giờ, thì đấy là một trong những cái nhược điểm rất là lớn. Đấy, thì đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Trần Văn Đô. Đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 19 của bạn Huy Húc. Anh ơi, cho em hỏi là nếu như mình cắm sạc mãi như vậy thì có gây hư hại hay là nóng gì cho linh kiện và thiết bị trong máy không anh? Nếu như mà cắm sạc mãi thì sẽ hạn chế chai pin, nhưng mà lại làm hư hỏng các bộ phận khác của laptop thì cũng như không. Mong phản hồi từ anh, em cảm ơn ạ.
để mình minh họa cho bạn cái dễ hiểu nhá. Đầu tiên là khi mà chúng ta cắm sạc vào máy mà lúc pin nó đầy là pin nó ngắt luôn. Đúng rồi. Lúc ấy mainboard của máy nó sẽ chuyển mạch, chuyển thẳng dùng nguồn trực tiếp luôn. Và lúc đấy thì chả khác gì một cái máy bàn đằng kia kìa các bạn ạ. Máy bàn kia cắm điện 24/24 nó cũng đâu có hỏng đâu. Thế nên là nó chẳng vấn đề gì, không phải vấn đề phải lo. Mà laptop đã dùng thì chắc chắn sẽ có khả năng hư hỏng trong cái khoảng thời gian mình sử dụng rồi. Đồ gì thế? Và linh kiện của chúng ta là những linh kiện bán dẫn thì nó sẽ bị xuống cấp là bởi vì nhiệt độ. Nếu như mà chạy quá nặng và liên tục trong khoảng thời gian dài thì linh kiện đều sẽ bị nóng và sẽ xuống cấp thôi. Nó sẽ liên quan đến chu kỳ làm việc và khả năng tản nhiệt của chiếc máy laptop của chúng ta. Nó sẽ không liên quan gì đến cái việc là chúng ta cắm sạc pin liên tục hay là cắm nguồn điện trực tiếp bên ngoài đâu. Cắm sạc pin liên tục mà lúc pin nó ngắt rồi nó chẳng khác gì một cái máy bàn, nên là bạn cứ yên tâm sử dụng thoải mái, không vấn đề gì đâu. Đó là câu trả lời mình cho bạn của Huy Hốp. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi 20 của bạn Duy Vũ là: chơi game mà không bật mắc quạt thì có làm sao không? Có. Thì nóng máy thì sẽ cháy Uzi các bạn ạ. Chính vì vậy, nhẹ thì nếu như mà chúng ta không bật quạt ý, thì nó sẽ nóng máy mà. Nhẹ thì drop game, nặng thì máy sẽ nhanh xuống cấp thôi. Như mình đã nói ở bên trên, nhiệt độ là tác nhân chủ yếu gây ra sự xuống cấp của linh kiện máy. Và tùy cách các hãng họ đối xử với những chiếc quạt của mình là sao. Ví dụ như là bạn không muốn bật quạt to thì lúc ấy hiệu năng của máy nó cũng sẽ ở mức nhàng nhàng đủ để dùng. Còn nếu bạn bật mắc quạt ấy, thì lúc đấy máy nó mới chặt hết hiệu năng được. Đấy, thì đó là cách mà các hãng đang làm tại thời điểm hiện tại để giúp cho người dùng họ cảm thấy được là lúc nào cần quạt to và lúc nào cần quạt bé. Và đó cũng là câu trả lời cuối cùng, là những câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay là câu bạn Duy Vũ. Và đó tất cả những gì trong video này. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ và đừng quên gửi đến những câu hỏi này trên những channel của Dr. Z để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời. Và đừng quên là tiếp tục tích cực subscribe để có thêm những chương trình giveaway hấp dẫn và to hơn nữa nhé, đảm bảo là dưới 1 tỷ đồng. Và đó tất cả những gì trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Duy Vũ, gặp lại anh em ở trong các video tiếp theo. Mình là Duy Vũ và mình là Minh.